Lâm Canh Tân nói gì về cảnh hôn môi của anh và Trương Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành đang náo loạn mạng xã hội thời gian vừa qua? Trong tập phim lên sóng gần đây của Giữ Phượng Hành, khoảnh khắc Lâm Canh Tân và Trương Lệ Dĩnh thực hiện cảnh hôn môi thân mật đã trở thành tâm điểm chú ý chưa đến nóng trên mạng xã hội. Đã nói ở cảnh quay được chờ mong nhất này, Lâm Canh Tân đã nhất quyết ngậm chặt miệng khi hôn, khác biệt hoàn toàn với sự chủ động của Trương Lệ Dĩnh. Không biết đây là dụng ý của đạo diễn hay do bản thân Lâm Canh Tân muốn làm thế, nhưng tựu chung lại vẫn làm cho khán giả cảm thấy không thỏa mãn. Ngay giữa lúc câu chuyện được bàn ra tán vào đầy sôi nổi, Lâm Canh Tân lại phát livestream vừa nấu ăn vừa giao lưu với người hâm mộ. Trương Lệ Dĩnh, người nhiệt tình tương tác tặng quà ở buổi phát sóng trực tiếp hôm trước của nam diễn viên, thế nhưng lại không xuất hiện. Sau khi livestream kết thúc, Trương Lệ Dĩnh đã để lại lời nhắn: "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Lâm Canh Tân phản hồi rằng: "Đều trách tôi không mở miệng." Câu trả lời này khiến dân tình phải bật cười, thậm chí còn lọt vào top 1 tìm kiếm nóng Weibo với hơn 1 triệu lượt tương tác. Lâm Canh Tân và Trương Lệ Dĩnh có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời. Cả hai quen biết nhau từ thời đóng chung Sở Kiều Truyện cho đến giờ. Nam diễn viên họ Lâm từng tiết lộ chính Trương Lệ Dĩnh đã đề cử anh đóng vai nam chính Giữ Phượng Hành. Thời điểm đó, ngoại hình xuống cấp của Lâm Canh Tân khiến fan nguyên tác cực kỳ lo ngại, còn phản đối anh đóng chính. Nam diễn viên sau đó phải gấp rút giảm cân nhằm đạt trạng thái tốt nhất khi lên phim. Tới lúc Giữ Phượng Hành bắt đầu quay, hình ảnh một Lâm Canh Tân trẻ trung, thân hình thon gọn quả thực đã khiến khán giả tương đối bất ngờ. Theo Sohu, Trương Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng góp phần lớn vào sự thành công của Giữ Phượng Hành. Diễn xuất tinh tế cùng độ ăn ý thấu hiểu nhân vật của hai diễn viên khiến nhân vật trở nên sống động. Vì quá đẹp đôi, Lâm Canh Tân và Trương Lệ Dĩnh được một phim Hoa ngữ tích cực đẩy thuyền, hy vọng cả hai sẽ hợp tác lần thứ ba. Lâm Canh Tân từng chia sẻ trong họp báo Giữ Phượng Hành rằng nếu có thể, anh hy vọng có thể hợp tác với Trương Lệ Dĩnh trong một tác phẩm hiện đại. Trương Lệ Dĩnh cho biết vì hai lần hợp tác trước đều là phim cổ trang nên nếu cả hai đóng phim hiện đại sẽ là trải nghiệm tương đối mới mẻ. Cô muốn trở thành đối thủ của Lâm Canh Tân và cả hai sẽ đối đầu với nhau để giành chiến thắng về phe mình. Các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.